Và hiện tại Út Ngọc đã có mặt tại di tích thứ ba của Đức Phật Thầy Tây An, đó là đình Thế Sơn. Và sau nhiều lần trùng tu thì đình cũng đã được hoàn thành rồi nè cả nhà. Giờ Út Ngọc sẽ di chuyển vào bên trong đình luôn. Sau khi mà quay xung quanh ở trong chánh điện đó cả nhà, bên hông đó là nơi mà nghỉ ngơi cho cả bá gia bá tánh khi đến đợi đến chùa hoặc là người ta làm công quả ở chùa cả nhà. Đức Phật Thầy biết ông miền Tây nhiều năm thì Đức Phật Thầy có khuyên can rằng sau này thì sẽ làm hạng bá gia, nhưng mà ông miền Tây không nghe. Và sau khi đến sau khi Út Ngọc tham quan hai di tích của Đức Phật Thầy Tây An, và hiện tại Út Ngọc đang có mặt tại di tích thứ ba, đó là đình Thế Sơn. Nơi đây thì và hiện tại Út Ngọc đã có mặt tại di tích thứ ba của Đức Phật Thầy Tây An, đó là đình Thế Sơn. Và sau nhiều lần trùng tu thì đình cũng đã được hoàn thành rồi nè cả nhà. Giờ Út Ngọc sẽ di chuyển vào bên trong đình luôn. Út Ngọc sẽ đi chậm rãi và chậm rãi vào để thăm viếng đình đã được trùng tu. Và nơi đây đó là di tích cuối cùng của Đức Phật Thầy Tây An khi ngài để cho ông tăng chủ và ông đình Tây cai quản ở nơi đây. Hồi trước đó là chùa Phật nha cả nhà, nhưng sau này thì được lập lại, đó là đình thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, là vị mà thần cai quản đất đai. Xung quanh của đình đó thì người dân có bán đồ ngoài trước này cả nhà. Và đây là đình này nha cả nhà. Giờ đây thì cũng còn xin di chuyển vào bên trong nha, để chúng ta cùng xem bên trong đình. Trên những cái ngôi vị thờ đều có những cái hình như là tranh vẽ cả nhà, đó là những cái mẫu chuyện. Và ở đình thì có người dân đến cúng cũng giống như là ở chùa Thế Sơn và chùa Phước Điền.
con đi qua. Nam mô Di Đà Phật. Cho con qua. Được là di tích cấp tỉnh thành phố đây, như là di tích lịch sử cách mạng của Đức Phật Thầy Tây An khi xưa. Ý hồi nãy là nãy con quay chỗ khác nữa. Sau khi mà quay xung quanh ở trong chánh điện đó cả nhà, bên hông nó là nơi mà nghỉ ngơi cho cả bá gia bá tánh khi đến đợi đến chùa hoặc là người ta làm công quả ở chùa cả nhà. Rất là đông ha. Ở bên hông sẽ có chỗ nghỉ ngơi như thế này. Nếu cả nhà có nhân viên lành nào mà lên đến tỉnh Biên và ghé vào chùa Thái Sơn, chùa Phước Điền hoặc là đình Thái Sơn, đây là ba di tích của Đức Phật Thầy Tây An khi để lại, và vào những ngày 12 tháng 8 đây là cũng như là một đại lễ, cũng như là kỷ niệm viên tịch của Đức Phật Thầy, thì cả nhà sẽ thấy được như thế này và có thể tham quan để chúng ta có thể làm công quả ở đây. Và sau khi tham quan trong chánh điện của đình Thái Sơn thì ông Ngọc sẽ di chuyển ra bên ngoài. Chúng ta sẽ đi qua bên mộ của ông Tăng Chủ để tham quan nha cả nhà. Khung cảnh đại lễ năm nay cũng thật là gọi là khá ít á. Nơi đây cũng có các vị thờ nữa. Đây là ở của đình nha cả nhà. Khi cúng xong thì chúng ta sẽ ra bên đây. Và đoạn đường Út Ngọc sẽ di chuyển tiếp tục, đây là sẽ đi qua bên mộ ông Tăng Chủ. Ở đâu? Một trong hai vị mà Đức Phật Thầy Tây An khi xưa đã giao phó trông coi nơi này. Kè ông lại kìa. Đó, đây nè. Đi. Cái mũ đỏ. Út Ngọc mạo gan đi đường này luôn, không biết đúng đường không.
được mà mình đi vào chỗ mộ ông Đình Tây đó cả nhà, thì nơi đây đó là nơi là cái ao hồ mà khi xưa ông Đình Tây đã nuôi ông Năm. Để Út Ngọc quay cận cảnh cái ao hồ mà khi xưa ông Đình Tây nuôi ông Năm nha cả nhà, và cũng có sẽ có tích về ông Năm. Đức Phật Thầy biết ông Đình Tây nuôi ông Năm thì Đức Phật Thầy có khuyên can rằng sau này thì sẽ làm hại bá gia, nhưng mà ông Đình Tây không nghe, nên đến khi ông Năm lớn thì ông Năm mới đi. Và có sự tích về như vậy, Út Ngọc sẽ quay thật là cận cảnh cho cả nhà của mình về câu chuyện của ông Năm những video khác nha. Đây thì Út Ngọc đã đến mộ của ông thiền sư Bùi Tăng Chủ, một trong 12 vị đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Đôi dép bên ngoài. Đây là khung cảnh mộ ông Đình Tây nha cả nhà. Đây là xung quanh nha. Mộ của ông rất là khang trang và được trùng tu lại rất là đẹp, thoáng mát. Xung quanh đây là cây. Trước đền thì có hai câu lĩnh: Tăng trang mộ chú, mộ chí vượng thái lai, kiến tạo cương cơ quy cổ địa. Cái nhà lên là sẽ thấy được nha. Và hai bên thì có hai dòng chủ cao. Chủ rất là trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng mát. Xung quanh ngôi mộ của ông thì cây luôn mấy người, và đây rất là thích luôn. Bây giờ để mình sẽ di chuyển bên ngoài nha. Sau khi mà Út Ngọc đã tham viếng mộ ông Đình Tây thì Út Ngọc sẽ di chuyển qua bên hông có một cái đường lớn, sẽ đi đến mộ tiếp tục của ông Đình Tây nha cả nhà. Đó là vị đệ tử thứ hai mà Đức Phật Thầy Tây An ngài giao phó để cai quản ở nơi này. Như Út Ngọc nói, từ những cái tích trước đó cả nhà, thì
Lễ năm nay rất là ít, thấy đông nhưng mà không có đông lắm, rất là thưa thớt. Út Ngọc đi từ sáng tới giờ thì hình như rất là ít người dân đi lại cũng ít, mà người buôn bán cũng ít hơn trước rất là nhiều. Đây là đoạn đường mà mình sẽ đi đến Mộng Bình Tây nha cả nhà. Xung quanh thì có buôn bán đồ rất là nhiều. Hình như là chỗ Mộng Bình Tây cũng có để ăn nữa các bạn ơi, ở đây ăn miễn phí nữa. Trước khi vào viếng mộ của ông thì Út Ngọc sẽ đi qua bên chạy cơm miễn phí như thế nào, chạy cơm mặt chả như sao. Nước uống bún miễn phí. Bên này là quầy nước. Đây là chạy ăn. Ngọc sẽ đi đường lòn qua chỗ Úc Xèo nha. Nơi đây thì mấy cô đang gọt rau củ quả để tiếp tục nấu những món ăn cho cả nhà của mình. Đây là quầy bánh xèo. Bánh xèo quá ngon. Đây là quầy bánh xèo nha cả nhà. Xuất ngộ của mình đây. Còn trước là quầy nước của các vị tu sĩ. Rồi dễ thương. Cái này là vừa khâu gọt rau củ quả, khâu nấu chế biến và thành phẩm là chúng ta sẽ đến ăn thôi cả nhà ơi. Đi lễ được cái ăn thoải mái vậy đó. Sáng giờ Út Ngọc quay cảnh ăn hơi bị nhiều luôn á nha. Đây là xung quanh mộ của ông.
tại thì ông Ngọc đã đứng trước ngôi mộ bài vị của ngôi mộ của ông Đình Tây. Ông nổi tiếng với vai trò là nuôi ong năm chèo và bây giờ và cũng là người cây giữ cho vùng đất ở đây theo lời mệnh lệnh của Đức Phật Thầy Tây An 10 đất nắm nha cả nhà. Đó là mộ của mình Tây, còn trong đây là ngôi thờ. Ngôi thờ và cũng có đẩy ăn uống miễn phí nữa. Trên ngôi thờ đó là thờ tấm trần đều và có chữ Bổ Sơn Thủy Hương, và ở dưới là những cái bài, hai cái bài vị sơn son thất vàng, và đó là những cái di vật mà của Đức Phật Thầy để lại, đó là cái lưỡi liềm và đồ để bắt ông Năm khi xưa của Đức Phật Thầy để lại, và xung quanh những hình vẽ đó là những mẫu chuyện của Đức Phật Thầy Tây An. Cả nhà nếu như đến mộ Đình Tây thì sẽ thấy được. Đó là ngôi mộ của ông Đình Tây, và cái nơi mà thờ phượng Út Ngọc có quay cho cả nhà đó là con cháu của ông sau này xây cất xây dựng lại cho các tín đồ Bổ Sơn Kỳ Hương cũng như bá gia bá tánh đến đây để chiêm bái và cúng lại. Và để Út Ngọc xin di chuyển ra bên ngoài. Cả nhà bước vào thì sẽ có nơi ăn uống miễn phí, còn một bên là có nơi để cho cả nhà nghỉ. Và đây là tất cả các khung cảnh mà mộ ông Đình Tây, người dân đến để cúng lại cũng như là để tưởng nhớ ngài Đức Phật Thầy Tây An viên tịch. Xung quanh ngôi mộ của ông Đình Tây nha cả nhà, người dân đang ngồi nghỉ ngơi rất là nhiều. Sau khi Út Ngọc tham quan trong cái khung cảnh ngôi mộ ông Đình Tây thì Út Ngọc sẽ di chuyển ra bên ngoài nha cả nhà. Đây cũng là nơi mà cuối cùng di tích còn lại. Bây giờ Út Ngọc sẽ di chuyển ra bên ngoài để chúng ta cùng tham quan cái khung cảnh và người dân đến để tưởng nhớ ngày của Đức Phật Thầy cũng như là đi đến dự lễ. Và đó là ba thánh tích mà Đức Phật Thầy Tây An khi xưa để lại cùng 12 đệ tử của ông. Và ông luôn dây truyền lòng nhân ái, tính vị tha và nhân văn rất là nhiều. Sau khi Mộc Ngọc đã quay hết ba thánh tích của Đức Phật Thầy Tây An thì cả nhà cảm nhận như thế nào khi buổi lễ diễn ra? Hãy cho Út Ngọc cảm nhận và bình luận ở bên dưới nhé. Giờ đây Út Ngọc
kết thúc video. Kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn luôn tinh tấn trong con đường đạo đức và luôn thành công trong con đường đạo, con đường đời. Giờ đây xin kính chúc tất cả